Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, trong ngày 2 tháng 12, nền nhiệt ở miền Bắc đã xuống rất thấp. Tại Hà Nội, nền nhiệt phổ biến trong ngày là 18 đến 19 độ C, trời rét. Ban đêm, nhiệt độ giảm thêm 1 đến 2 độ C. Dự báo đầu tuần tới, nền nhiệt ở Hà Nội và miền Bắc có thể còn giảm sâu hơn, trời rét. Tại miền Trung, từ đêm ngày 3 tháng 12, mưa lớn ở khu vực này sẽ giảm. Cơ quan khí tượng cũng dự báo trong tháng 12 này, trên biển Đông vẫn có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Bên cạnh đó, các đợt mưa vừa, mưa to vẫn tiếp tục có khả năng xảy ra ở Trung Bộ. Từ tháng 12, Tây Nguyên và Nam Bộ giảm mưa, các chuyên gia khí tượng cho rằng mùa mưa ở khu vực phía Nam đang dần kết thúc để bước vào mùa khô nóng. Tuy nhiên, Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn cần đề phòng các cơn dông, mưa rào trái mùa xuất hiện vào chiều và tối.